Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và sau đây hãy cùng chúng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày nhé. Nước mắt kim cương là cụm từ mà người hâm mộ K-pop dùng để miêu tả những idol mà đến khóc cũng đẹp mê mẩn, không bị mếu máo và kém sắc khi rơi lệ. Những idol này còn khiến dân tình phải suýt xoa vì khóc cũng đẹp như tiên tử. Thậm chí mỹ nhân duy nhất có trong danh sách này còn thăng hạng nhan sắc nhờ rơi lệ. Thứ nhất, Jungkook BTS. Em út vàng Jungkook BTS sở hữu gương mặt đẹp như hoa, lúc nào cũng toát lên ánh hào quang như thiên thần. Đặc biệt đôi mắt to tròn và sáng long lanh giúp anh chàng luôn sáng bừng trên sân khấu. Chính vì vậy mà khi khóc, Jungkook khiến trái tim của người hâm mộ rung động. Khoảnh khắc Jungkook rơi lệ, đôi mắt của anh chàng càng đẹp lung linh, hàng lông mi chĩu xuống. Nước mắt của Jungkook như biến thành hạt kim cương, tô điểm thêm cho gương mặt thiên thần của anh chàng. Thứ hai, Cha Eun-woo. Được mệnh danh là mỹ nam có khuôn mặt đẹp nhất K-pop, Cha Eun-woo không làm người hâm mộ thất vọng khi khóc thôi mà cũng gây xúc động mạnh. Đôi mắt phượng của Cha Eun-woo càng được tô điểm thêm nhờ những giọt lệ ướt nhòa. Không như người bình thường, nước mắt giúp đôi mắt của Cha Eun-woo thêm long lanh, gương mặt của anh chàng cũng trắng hồng lên, tạo cảm giác lung linh như cảnh phim. Thứ ba, Park Ji-hoon. Sở hữu đôi mắt đẹp nhất K-pop, Park Ji-hoon gây sốt mỗi lần rơi lệ. Người bình thường sẽ bị dìm nhan sắc nếu như nước mắt giàn giụa. Nhưng đối với mỹ nam như Park Ji-hoon, nhan sắc cực phẩm càng được nâng tầm, tăng thêm vài phần thần thánh khi anh chàng khóc. Thứ tư, Mina, Twice. Trong Twice, Sana, Zui và Nayeon bốn là những thành viên thường xuyên được khen ngợi nhất về nhan sắc. Tuy sở hữu gương mặt đẹp nền nã quý phái, song Mina lại không được truyền thông để ý nhiều cho đến tận khi cô nàng bật khóc trên sân khấu. Khoảnh khắc Mina nức nở không giấu nổi cảm xúc và vừa cười hạnh phúc vừa rơi lệ đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp huyền thoại trên mạng xã hội. Nhìn những hình ảnh Mina rưng rưng nước mắt mà ai cũng phải quặn lòng nhưng cũng không quên suýt xoa vì nhan sắc đỉnh cao của cô nàng này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới hấp dẫn nhé!